Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng bơm không xỉ than thông minh 24V 80W, có tích hợp công tắc cảm biến dòng chảy. Đây là cái dòng mà trước đó thì bên em đã từng bán rồi, khá nhiều bác sử dụng dòng này và rất là ưng ý nha. Em đang sử dụng cái bình aqua lithium 24V để chạy con bơm này. Bơm này thì có cái lưu lượng là 25 lít một phút để cao 16 mét tối đa. Nếu như các bác nào sử dụng những cái công việc cần đẩy cao trên 10 mét thì dùng con này nhé, đều ok. Tất nhiên là khi chúng ta càng đẩy lên cao thì lưu lượng của nó càng giảm, còn đẩy cao càng thấp thì lưu lượng của nó sẽ càng được nhiều, và lưu lượng tối đa là 25 đến 1 phút. Ví dụ như các bác mà đẩy lên cao 5 mét thì em đoán thì lưu lượng trên đấy nó còn khoảng 20 lít một phút thôi, nó sẽ giảm bớt xuống. Con này thì có công tắc cảm biến dòng chảy, cho phép là khi chúng ta khóa nước đầu ra thì máy bơm nó ngắt, hoặc là khi mà chạy khô trong thời gian khoảng 30 giây thì máy bơm nó sẽ tăng ngắt. Và để mà khởi động lại thì các bác vui lòng là cắm lại điện các bác nhá, cắm lại điện cho nó. Còn bơm này thì nó rất là nhiều ứng dụng, trong đấy thì các bác có thể sử dụng để tăng áp cho máy giặt mình nóng lạnh và hoa sen, rất là nhiều nước luôn, rất là mạnh luôn. Hoặc là các bác cũng có thể là sử dụng để lọc hồ cá, làm tăng nước khoảng toàn bộ. Dòng này thì các bác yêu cầu là để tiếng nổi cho em, không được ngâm chìm nhé, để nổi. Đây là dòng bơm mà điều khiển bằng mạch từ, bằng các cái con điện tử, thì dòng này là không được phép ngâm chìm để nổi những cạn. Các bác thì đâu đúng sử dụng thì đâu đúng âm dương các em, đâu sai máy bơm nó sẽ hỏng. Còn đối với dòng bơm này thì kích thước ống vào ống ra của nó là trên ngoài 21, rất là tiện trong quá trình chúng ta sử dụng. Dòng bơm này thì bên em đã cung cấp rất là nhiều và tuổi thọ của máy bơm rất là bền. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 6898 366, website là máybơmmini68.com. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.